quên, em chào chú chị Mường Linh. Anh chào chú Mường Linh. Em dạ xin lỗi. Cái nói sao mình có anh xèo với dạ, em chào anh Mường Linh. Thì sao ô điểm khuyết điểm của mình sao nè con? Dạ con vừa mới nói là anh mới nói lo vụ bánh xèo với vậy. Chú lo bánh xèo với bò né chú quên vụ này luôn. Nó mặt hoang mang luôn. Hoang mang giờ cứ nhớ bánh xèo chú khoái bánh xèo lắm. Dạ xin phép gì đi. Xin phép gì cái đi. Dạ con xin phép gì cho con không gì. Xin phép gì thì nhìn gì tự xin phép gì chứ nhìn tôi. Tôi đâu có quyền. Đó mấy cuộc kia không hả? Lâu rồi quên nè. Trời ơi. Cứ nghĩ ngay đồng tiền. Hôn má thôi mà. Dạ em chào anh Tiền Linh, chào chị Ngọc Lan và toàn thể quý vị khán giả đang ngồi xem chương trình. Em tên là Lê Văn Bình, em đến từ Thanh Hóa. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bình sinh năm mấy? Em sinh năm 1994. 94, từng làm gì Bình? Em kinh doanh nhỏ. Mình nói cụ thể luôn đi, kinh doanh gì? Em có một cửa hàng kinh doanh về mảng điện nước dân dụng. Bán thiết bị đồ điện, đồ nước rồi phục vụ cho gia đình nhá. Được á, cái đó được á. Rồi em có nhận thi công công trình về điện nước luôn. Ở Bình Dương ở với ai? Dạ em ở mình. Nhà trọ hả? Em thuê mặt bằng để làm rồi em ở đó luôn. Là em chủ động kinh doanh của mình đúng không? Không phải làm thuê dài đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mời em gái giới thiệu về mình nè. Dạ lời nói đầu tiên em xin được chào hai anh chị MC, anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan, cũng như là toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Nguyễn Thị Ý Nhi, em sinh năm 1992, em đến từ Lâm Đồng ạ. Em làm việc ở đâu? Dạ, sau khi mà học xong đại học thì em về nhà phụ giúp quán bánh xèo 16 năm của mẹ em với lại quán bò né nhượng quyền thương hiệu của em trai em ạ. Là em vẫn làm việc ở Lâm Đồng? Dạ, ở Lâm Đồng ạ. Rồi bây giờ xuống đây là đi ghi hình thôi. Dạ. Em học về cái ngành gì mà em về em hỗ trợ kinh doanh cho gia đình? Dạ, em học ngành quản trị nhà hàng khách sạn ạ. À, thôi thì làm công việc đó cũng hợp lý. Bữa nào tôi ra Đà Lạt nhớ mời tôi bánh xèo bò né đúng nha. Dạ, nhớ để địa chỉ. Tôi nghe tôi ăn tôi mừng quá mà ba có đem. Ba mẹ em vô cùng là yêu quý và ngưỡng mộ hai MC của chương trình ạ. Vậy bữa nào nhớ gửi bánh xèo bánh với bánh bò né nha. Dạ con không biết địa chỉ thôi ạ. Rồi chúc tôi cho riêng. Hai cái món đó là không có ship tới được đâu ạ. Chỉ có mình đi lên mình ăn thôi ạ. Em ở Bình Dương lâu chưa? Em ở Bình Dương được 6 năm rồi. 6 năm. Giờ tính chừng nào có đất, có nhà để cưới vợ nè? Dạ, đất thì có rồi mà chưa làm nhà. Có đất rồi đúng không? Vậy là ổn rồi. Bên đây tôi, nhà trai tôi chuẩn bị sẵn hết trơn rồi đó. Có đất giờ lấy vợ cái là xây nhà luôn. Được chưa? Dạ được ạ, ngon ạ. Con chào chú, quên, em chào chú chị Quyền Linh. Em chào chú Quyền Linh, chú Quyền Linh, chào em. Dạ xin lỗi. Kệ nói sao mình có bánh xèo với dạ, em chào em. Anh Quyền Linh. Ưu điểm khuyết điểm mình là gì? Ưu điểm của con là con cũng thật thà, cũng thẳng thắn với lại cũng hơi thương người một tí. Thương người? Dạ, cũng biết hát sơ sơ. Biết hát sơ sơ hả? Dạ. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm thì là ở nhà ba mẹ con hay nói là sau này là khó được lòng mẹ chồng lắm ạ. Tại vì nữ công gia chánh thì con không quá giỏi. Về Bình Dương bán đồ điện là được rồi. Nhà trai tôi cũng khê lắm á. Để tôi qua. Ba con chủ tôi coi. Chào ông chủ. Sao ông chủ là giờ là mình có ưu điểm khuyết điểm như thế nào nói chị Lan nghe coi. Ưu điểm em lúc nào cũng nhiệt tình vui vẻ. Trong công việc thì làm tới nơi tới chốn, luôn tìm tòi học hỏi những cái gì mà nó mới mẻ, nó phục vụ cho công việc của mình được tốt hơn. Rồi còn khuyết điểm? Chắc khuyết điểm là nhát gái. Khuyết điểm là nhát gái hả? Nhát gái. Chúc có chú Quyền Linh, chú Quyền Linh hỗ trợ cho cô gái. Khi nhát gái là yên tâm rồi con. Trai lắm nha. Mình sao ưu điểm khuyết điểm của mình sao nè con? Dạ con vừa mới nói là ta mới nói lo vụ bánh xèo với lại chú lo bánh xèo với bò né chú quên luôn vụ này luôn. Nó mặt hoang mang luôn. Hoang mang giờ cứ nhớ bánh xèo chú khoái bánh xèo lắm. Dạ. Thôi giờ em nói từ tình duyên. Tình đi. Duyên thở trước. Tình duyên của con thì cũng hơi lận đận tí là thì hồi thực tập á con có quen một anh đó là anh ở Mũi Né, xong rồi quen cũng được 2 tháng, xong rồi hai người là tự im lặng chứ không có nói gì nữa. Bán bò né mà con quen cái anh ở Mũi Né. Mà cũng không biết nguyên do tại sao hai đứa chia tay luôn. Anh đó có bạn gái rồi mà còn quen con á. À sợ vậy ơi. Hả? Thì đúng rồi. Là từ đó tới nay không quen ai nữa hết. Dạ. Vậy mà lận đận gì? Vậy là lận đận dữ chưa mọi người? Trời đất ơi. Vậy mà nói tình yêu cũng lận đận lắm. Tưởng đâu là quen rồi chia tay rồi quen người khác rồi lại đau khổ rồi vật lên vật xuống đồ. Tình duyên thổi trước như thế nào? Có lận đận không? Chắc là cũng có đấy chị ơi. Mấy tháng?
Mối tình đầu của em là cũng kéo dài được hơn 2 năm á. Vậy là có cơ sở để lận đận nè. Mấy tháng cuối của năm 3 ngày sinh viên đó thì em đi thực tập, em về thì người ta lấy chồng rồi. Trời đất ơi. Rồi mối tình thứ hai. Nghe chừng rồi. Vậy thôi đó hả? Không, còn có cơ sở để lận đận mà, người ta tới 2-3 mối tình lận. Không, có mối, có 2 mối thôi chị ạ. Đấy, 2 mối là lận đận được rồi đúng không? Mối thứ sau mối tình lận đận. Đợi lận đận lắm rồi. Con muốn tìm một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Con muốn tìm một người mà cao hơn con càng nhiều càng tốt, tính tình cũng hợp với tính của con. Hợp với con là sao? Dạ, thật thà, thẳng thắn, cũng vui. Bạn kia hiền lắm. Dạ. Hiền lành đó. Hỏi con bé coi có cái điểm gì không thích không? Có gì con không thích đàn ông không? Con không thích là nhậu nhẹt với lại hút thuốc nhiều quá. Có hút thuốc không? Thuốc thì hầu như là không. Còn nhậu thì cũng có, thỉnh thoảng mình đi gặp khách hàng á. Chết rồi, giờ bên kia không thích kìa, giờ à, sao? Chút có sao đâu. Thì nếu như mà có người yêu hay có vợ ở đó thì mình hạn chế hết mức có thể, thì chắc là cũng lâu lâu mới đi à. Rồi, hôm nay con đi với ai vậy? Dạ, hôm nay con đi với lại dì ba Xuân của con với lại hai chị bạn của dì ạ. À, chào dì. Nãy giờ dì thấy hai trẻ nói chuyện nhau, dì thấy hai đứa nó hợp nhau không? Chỉ mong sao hai cháu tìm hiểu thời gian sau rồi trả lời, chứ bây giờ dì cũng không biết. Nhưng mà dì nhìn sơ sơ dạ. Thôi, nhà trai con làm sao? Thì cảm nhận thì hai cháu thì cũng tương xứng cái tuổi với nhau. Còn cái tìm hiểu về tình cảm thì dì không có dám quyết định. À, cảm ơn dì. Cảm ơn dì. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ em đi với đây bạn em. Rồi, chào bạn. Em chào anh Quỳnh Linh và chào chị Ngọc Lan ạ. Và chào tất cả các khán giả ở đây ạ. Em cũng chơi với nhau từ nhỏ thì cũng biết, cũng hiểu tính nhau. Bạn Bình thì cứ người khá là thật thà và dễ tính, hiền lành lắm, gọi là hiền nhất xóm á. Đặc biệt là có chí cầu tiến. Có điều thì nhắn gái thì cũng là yêu điểm của bạn thôi. Nhắn gái thì bạn cũng không có lăng nhăng được. Thấy nhà gái thì sao? Em mới nhìn nhận không có đánh giá được gì nhiều. Nhưng mà cũng có cảm tình một chút. Quyết định hay không thì do hai bạn. Cảm ơn nhà trai, nhà gái. Bây giờ mở nào. Bạn nhìn thật thà lắm. Đẹp theo kiểu chân chất. Bắt đầu đi Bình. Chào dạ, bạn. Dạ chào bạn. Hôm nay đến với chương trình này mình nói chứ mình không chuẩn bị kỹ được nhiều. Mình có món quà nhỏ, bó hoa hồng tặng cho bạn. Mình cũng có quyển sách tặng bạn là Chữa Lành Nỗi Đau á. Cái quyển sách rất là đẹp, với lại ở trong thì cũng có hàm chứa những cái ý nghĩa riêng của nó. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi về chỗ đi Bình. Lần đầu tiên gặp mặt thấy sao? Em mình lớn tuổi hơn ta đó. Nhỏ tuổi hơn á anh. Bây giờ nói là em thấy anh sao? Ông mạnh dạn lên coi nhát gái dữ vậy. Không biết phải nói sao. Rồi thì lần đầu tiên mình gặp nhau thì bạn thấy mình thế nào? Mình thấy bạn hiền này, dễ mến, có nhiều nét giống như ba của mình, cho nên mình cũng quý. Cảm ơn bạn. Gặp bạn trai giống ba là mệt rồi đó. Nhưng mà mình không nên tìm người đàn ông giống ba mình nha em. Dạ. Không nên. Không nên hả chị? Ừ. Không nên. Mất mớ gì cũng nên. Tôi đã từng tìm người đàn ông giống ba tôi. Đâu phải giống nhau mà không tốt đâu. Đúng rồi, giống ba vì vấn đề gì ba xui nữa. Bình nè, mình mạnh dạn lên. Nhỏ hơn 1-2 tuổi cũng ăn thua. Giờ mình cứ mạnh dạn kêu em, anh thấy em vậy nè. Ừ, anh thấy em xinh, cười duyên, dáng đẹp. Rung quá sao mà. Giờ vô vấn đề luôn nè. Hỏi em là em ở Đà Lạt vậy, anh có thể ghé thăm em lúc nào, tháng mấy lần gì đó. Tay chân quýu trơn rồi kìa. Hồi không lạng quạng đi cấp cứu gì vậy? Hơi rung. À, hơi rung đúng không? Dạ. Thôi lại gần cho nó đỡ rung đi nè. Đây. Đây, để cho nó rung hơn nè. Ví dụ như là mình quen nhau rồi anh muốn gặp em nhiều hơn á thì một tháng anh có thể lên Lâm Đồng thăm em được mấy lần? Cái này do công việc sắp xếp của anh thôi ạ. À. Em thì em phụ kinh doanh ở nhà cho nên là lúc nào cũng có thể gặp được. Nếu như mà anh có thời gian thì anh xuống thăm em. Ừ, anh thì làm tự do cho nên là lúc nào cũng có thể đi được. Tại vì ở nhà cũng có người làm, thì mình đi lúc nào cũng được. Tôi hỏi là chừng nào anh có thể kết hôn được? Nếu như mình quen nhau, mình tìm hiểu khoảng tầm bao lâu là có thể là tiến xa hơn được? Ở trong gia đình thì là em thương nhất là mẹ, cho nên là mẹ em mà còn cần em phụ giúp thì em sẽ phụ giúp thêm một thời gian nữa. Sau đó nếu như mà mình hiểu nhau kỹ hơn rồi á thì cũng do anh sắp xếp nữa, chứ cũng không hẳn là bên em không. Anh thì thì sao nói gì người ta đi thì
cuối năm cũng được. Hả? Đúng rồi, cuối năm cũng được. Nếu cần ra phụ chiên bánh xèo với em với mẹ đó cũng được. Cái đó thì á, phụ giúp việc nhà với lại phụ giúp bán bờ né rồi. Ừ, cái đó anh cũng muốn đấy, muốn được phụ. Anh muốn mấy đứa con, nói cho biết biết luôn đi. Chắc ba đó được rồi. Ba đứa hả? Thích con trai ba đứa giống gia đình em cũng có ba người con. Anh có nuôi nổi không? Anh chắc chắn nuôi nổi. Rồi thích con trai đầu hay gái đầu, hai đứa chia sẻ với nhau đi. Gái đầu. Làm con cũng rung luôn đó. Nghe người ta nói là con gái đầu được hơn. Ừ. Rồi giờ quan trọng nè, tiền ai giữ nè? À, tiền thì tất nhiên là vợ giữ rồi. Đó. Cảm ơn chị Ngọc Lan ạ. Nhìn thẳng đối phương, người ta nhìn thẳng vô mắt kìa. Nhìn thấy cô gái này sao? Đẹp. Đẹp không? Cười duyên. Cười duyên đúng như ý mình không? Có. Tim mình có rung động không? Có chứ. Nắm tay cô mình thấy làm sao? Ấm à. Gặp em thì anh thấy thấy mến, dễ gần. Thì anh muốn mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Dạ. Giờ hát tặng bạn gái một bài đi. Em không biết hát anh ơi. Hát cái hả? Này là cái khuyết điểm của em luôn đấy. Rồi, chị ngược lại đi. Con có chuẩn bị một bài hát để con tặng cho bạn Nam. Nhưng mà con hát dở lắm, mọi người thông cảm nha. Muốn nói với anh nhưng em e ngại, chỉ mất mấy giây con tim lỡ dại. Em rơi vào trong mơ mộng người biết không. Nếu đã lỡ yêu xin anh hãy là bên đôi môi khi mi em ướt nhòa. Lâu nay em chẳng yêu ai nhiều thế này. Rót mật ngọt vào tai em, tắt ánh đèn bật tình yêu lên sao. Càng say anh lại càng yêu em. Nói thật lòng người cho em, nếu thích rồi thì đưa tay lên chờ, nên giữ trong lòng chẳng vui đâu. Có đưa tay lên không? Có đưa tay không kìa, nó thích đưa tay lên kìa, đưa lên. Thích trung bình. Có, thích hả thầy ơi. Cậu em cũng có một cái cửa hàng cũng bán đồ giống như anh luôn á. Cho nên là em cũng hiểu được là phần nào về cái công việc đó. À có, em có một người cậu khác là cũng bán vật liệu xây dựng á. Cho nên là cũng liên quan á. Dạ đúng rồi. Chưa hơi ngực. À, nó quý quá trời này thêm. Nắm coi chừng bóp tay nó quá đau ta nè thêm. Nhà gái thấy nhà trai như thế nào nè? Dạ em thấy anh Bình cũng có khi sẽ được lòng ba má em. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn rồi nữa ha. Có đồng ý về Lâm Hà đổ bánh xèo làm bò né không? Chắc lẽ được. Khi đã yêu nhau rồi chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để ở gần nhau. Ừ. Con thấy đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Ừ, có. Dạ con chưa biết. Con chưa biết không? Rồi chúng ta trả lời bằng nút bấm ha. Dạ. Rồi về ghế ngồi đi. Phải suy nghĩ thật kỹ và sau đó đưa ra quyết định cho mình. Sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Thật là hạnh phúc khi mà nghe được hai cái tiếng tách tách của cái nút bấm. Chúc mừng hai em đã chính thức hẹn hò với nhau. Nắm chặt tay nhau nào. Một nụ hôn đầu tiên. Chắc con xỉu quá. Xin phép gì đi? Xin phép gì cái đi? Dạ con xin phép gì cho con không gì? Con xin phép gì thì nhìn gì, tự nhiên xin phép gì cái nhìn tôi. Tôi đâu có quyền. Dạ. Đó mấy cô kia không có hôn hả? Lâu rồi quên nè. Lâu rồi. Trời ơi. Tôi nghĩ ngay đồng tiền. Hôn má thôi mà. Hôn má rồi. Hai đứa rất dễ thương luôn á. Hy vọng rằng chúng ta cố gắng chăm sóc. Chúc hai đứa hạnh phúc ha. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Tiến Phước. Hôm nay em 38 tuổi. Quê quán Cần Thơ, làm việc ở Sài Gòn. Phước 38 tuổi, dạ. Quê Cần Thơ, dạ. Làm Sài Gòn mà làm gì Phước? Dạ, làm tài xế Nguyễn Vịnh. Tài xế lái xe gì? Dạ, lái xe sắt thép xây dựng của Villa Kiwell. Vậy là xe, gọi là xe công đó đúng không? Xe tải dạ, bự đúng xe không? Xe 3 tấn rưỡi anh Linh. À, rồi Phước 38 tuổi, quê Cần Thơ, làm thành phố Hồ Chí Minh, lái xe. Còn em? Dạ xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và dạ, chào anh bên kia cùng quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Phương An, em năm nay 31 tuổi. Em là chuyên viên của làm tại Sở Khoa học Công nghệ Long An ạ. Dạ. Sở Khoa học Công nghệ Long An. Dạ. Hôm nay thì tới với chương trình đó thì em cũng có một món quà nhỏ để tặng chị Hồng Vân. Ủa, đây là chiếc tay em hôm qua em mới làm hôm qua để dành tặng cho chị ạ. Trời ơi chị cảm ơn em. Dạ. Cưng quá vậy.
Dạ. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Tự tay đó hả? Dạ tự tay em làm ạ. Nhớ chia Linh nha Vân. Dạ. Cho Linh sợi dây sao? Cũng được. Chia làm sao? Sợi dây đó. Càng ngày càng ấy à. Trời. Mà em bây giờ mình nói một chút xíu điểm mạnh điểm yếu cho đàn gái biết đi. À, điểm mạnh của em là biết nấu ăn, biết quan tâm với mọi người, nhất là bạn gái. Điểm yếu của em là hơi nóng tánh với hơi ăn nhiều. Giống anh quá. Nóng tánh với ăn nhiều hả? Giống y chang anh luôn. Nóng, nóng cỡ nào? Tánh ăn nhiều. Dạ. Nóng cỡ nào cưng? Lúc mà cưng nổi cơn điên nhất là làm gì? Nóng là có nghĩa là những như trong công việc, ví dụ nhiều khi mà mình thấy công việc nó căng thẳng mà có người căng thẳng hơn mình thì mình nói giải thích người ta không hiểu, thì nhiều khi mình hơi lớn tiếng người ta xí rồi mình thấy người ta hơi biết cái gì, hơi biết cái mình nóng thì người ta nhịn thì mình im luôn, còn người ta cự thì mình chơi luôn, thấy quá thì mình thôi rút lui cho chắc ăn, im luôn coi như. Dạ. Mình không có cự lại luôn. Dạ. Ồ vậy cũng lành tính chứ đâu có nóng tính đâu ta. Dạ thì hơi nóng thôi chị. Hơi nóng không? Rồi thích ăn thèm ăn là sao? Em thích ăn là dạ, sao? Nhiều khi á em mà buồn á là em ăn nhiều lắm. Ờ. Cái đặt em xấu vậy đó, ăn nhiều rồi chừng nào hết cơ nghiện rồi ra em nghỉ ăn à. Chị Vân chị không có buồn, chị vui buồn gì chị cũng ăn hết chứ á. Ôi ôi chứ tôi ăn mà thua Linh à. Trời ơi tôi nói thiệt á, cái người mà ăn nhiều hơn á là Linh đó. Mà tại vì trời thương Linh cái cơ địa nó không có mập thôi. Nói nghe nè, em. Em dạ. Em thích những người ăn nhiều không? Dạ em thích người ăn nhiều tại vì giống em mà chị. Vậy hả? Dạ. Rồi đâu để bây giờ mình nói về mình coi. Dạ em thì điểm mạnh của em thì em là một người thích hợp với công tác xã hội. Khéo tay nữa nè. Dạ em rất là thích làm những cái mà gọi là tự tay mình để gửi tặng Handmade. Đến người thân. Nhưng mà những cái gì mà em thích thì em sẽ quyết tâm làm, nhưng mà những cái gì em không thích rồi là không có ai ép em làm được hết. Em thì thích ăn nhưng mà em ăn có chọn lọc chứ em có nghĩa là giống như buffet vậy đó, em ăn mọi thứ ít. Nhưng mà em ăn hoài luôn, có thể suốt ngày em ăn từ sáng cho tới tối luôn cũng được nữa. Nhưng mà em cũng thích ăn đúng không? Nhưng mà em không ăn nhiều. Dạ. Nhưng mà khẩu vị của em thì giống như người Bắc vậy á. Còn anh thích ăn là anh về đội của em được rồi anh. Còn điểm yếu của em thì em hơi bị lười nhát tí, là có nghĩa là em là con một cho nên là những cái công việc nhà thì cũng hơi nhát. Nhưng mà được cái thì em thích chăm sóc người thân, chăm sóc những cái người mà em cảm thấy thân thiết và em là một người sống tình cảm. Dạ. Thôi, nhưng mà anh hồi nãy anh nói là anh nóng tính, em về em không biết là em với anh sao nữa, tại vì em cũng bản thân em cũng nóng tính. Như em nóng tính á, dạ. Nóng tính là cũng như là trong công việc, còn ngoài hết công việc á là anh gắt hiền, nhưng mà nhất là phụ nữ là em yên tâm đi, anh là lúc nào là anh phụ nữ là anh thích nhất, tại vì phụ nữ là hiền, các người đàn ông suy nghĩ như thế nào thì anh không biết, còn riêng bản thân anh thấy là phụ nữ là người nào nếu mà là phụ nữ là anh rất là thương. Phụ nữ hiền lắm hả? Dạ không, phụ nữ nhiều người, tại mình không chọc người ta đâu có nóng đâu, cho anh mình chọc người ta đó, tại mình chọc là do cái miệng mình chọc người ta, bản năng mình chuốc lấy hết á. Phụ nữ mà chọc đi là biết. Dạ em biết mà, phụ nữ là lúc nào cũng phải chiều chuộng, hơi cưng chịu một xí chứ không sao, mình nhịn là cho nó yên chứ đàn ông hơn thua phụ nữ không tốt. Anh ơi, anh cưng người yêu dữ không anh? Dạ anh á em. Dạ anh thì nói chung thì ba mấy năm nay anh cũng muốn tìm một mối tình, đang kiếm một người đi hết cuộc đời, là dĩ nhiên là anh là chắc chắn là phụ nữ là anh là cưng lúc nào cũng là cưng rồi đó, nhưng mà chưa có cơ hội, không biết sao đây. Nhưng mà sao anh cưng vậy rồi mà ba mấy năm anh vẫn còn? Tại vì lúc trước á, thì anh cũng có một mối tình là ở dưới quê. Dạ. Do vật chất gia đình anh cũng nói chung là cũng chưa có để lo cho người ta được, rồi người ta cũng đi lấy chồng, rồi anh cũng để cho anh lấy chồng, rồi từ đó giờ anh là cái quan niệm anh là rất là phấn đấu, là có nghĩa là anh khi đi làm ví dụ là mình nhắm mình lo cho người phụ nữ được á, là mình nên lập gia đình, tại vì người đàn ông mà ví dụ mà trụ cột gia đình mà mình không lo được phụ nữ là cũng thiệt thòi cho phụ nữ. Hay quá. Câu này hay đó. Rồi. Vậy là có một mối tình thôi hả? Dạ. Rồi một mối tình duy nhất đó thôi. Chia tay mối tình nó bao lâu rồi? Dạ, chia tay mối tình nó cũng năm nay cũng mười mấy năm mình. Mười mấy năm rồi. Dạ. Mà không có quen mối tình nào khác nữa. Không, tại vì công việc của em á thì nói chung thì cũng em thì lên Sài Gòn thì em đang quyết tâm là lập nghiệp. Ví dụ mình sau này em kiếm một ví dụ mà mình có duyên rồi mình làm mình thấy có ổn định công việc rồi mình sẽ kiếm duyên sau. Cái đó là công việc thì tiền bạc thì ai cũng cần, nhưng mà em cố gắng mình
cho dù người đàn ông nó cực cỡ nào, mình phải kiếm mình để cho phụ nữ nó khỏe khoắn hơn cho nhưng bây giờ đủ tiền lo cho phụ nữ chưa? Dạ thì cũng không có nhiều cũng không có ít, nhưng mà có thể là bản thân em là chắc có thể là lo được cho phụ nữ. Lo được phụ nữ dạ, hả? Ok đúng không? Dạ. Rồi vậy khỏe. Ừ, còn em sao? Tình duyên sao nè? Dạ thì thật ra thì em từng trải qua một đời chồng rồi. Em kết hôn năm em 25 tuổi. Nhưng mà do hoàn cảnh là em là con một cho nên là em ở bên Long An, còn chồng em ở bên Bến Tre. Rồi nhiều vấn đề xảy ra, rồi hai đứa em dẫn đến là không có thể tiếp tục được nữa. Rồi sau khi mà ly hôn á, thì thật ra thì em cũng có tìm hiểu ba mối tình, nhưng mà em kiểu giống như em là một người sống thiên về tình cảm, em đặt nặng tình cảm nên cũng người ta cũng dựa vào cái điểm yếu đó của mình mà người ta gạt mình. À. Dạ cho nên là cũng không đi tới đâu. Nhưng mà hôm nay á, đi lên chương trình á, thì mấy chị bạn trong hội bạn thân của em á, thì cũng nói là quyết tâm là nay lên đây dạ em không tìm người yêu, em tìm chồng. Chồng ơi anh ở đâu, em anh đang ở đây nè. Nhưng mà chị hỏi này chút xíu là em đã có con chưa? Dạ em chưa có con. À chưa dạ. Có đúng không? Vậy là cũng đỡ ha. Rồi em trai cảm nhận thế nào khi cô gái kia đã lỡ một lần đò? À, nói chung thì mình trên đời này không có gì mà suôn sẻ, cái đường nào mà cũng không có suôn sẻ. Mình quan trọng nhất là cái em thì đàn ông thì em không có tính toán gì, cái ví dụ mà có gia đình thì cái đó là khổ, không ai muốn vậy. Nhưng mà bản thân người đàn ông là nếu mà mình là em là không bao giờ nghĩ tới có gia đình hay không có gia đình, không có quan trọng, là miễn sao mà cái quá khứ mình gác bỏ qua, mình tính cái tương lai hiện thực tế thôi, chứ em thì không có nghĩ là phải có chồng hay là không có chồng. Em hay đơn giản quá. Được, suy nghĩ rất là tốt. Chào à. Em dạ chào chị. Trời ơi có tập tạ không mà sao đô dữ vậy? Có đúng không? Dạ. Lúc trước em tới 100kg lận, rồi mấy người mà người thì thích mập, người không thích mập, thì em mới nói có phương pháp nào không để mình giảm cái cũng có người bạn nói thôi mày đi tập gym đi thì có thể là cải thiện được, ví dụ là không có được giảm ký nó cũng hơi gọn là được xí. Em cũng nhờ người bạn động viên, em cũng gán tập được 3 năm thì em giảm được còn cũng được 8-9kg. Ồ vậy dạ. Hả? Anh động viên chị Dân đi em. Chị Dân dễ thương à. Mập dễ thương, ai mập là dễ thương hết. Đúng không? Bây giờ dạ. Chị hỏi thiệt em nè, em có thích những người phụ nữ tròn trịa, phúc hậu như vậy không? Em thì đơn giản lắm, nếu chung là biết thương yêu và biết nhường nhịn và biết lo lắng cuộc sống hai người gắn kết là được, mập xấu không quan trọng. Em mập là bình cho nó chắc dạ. Thôi. Mập ok đúng không? Dạ tại vì em từng trải qua cái lúc mà em mập mà em biết mà cảm nhận ra cái đó mình hơi bị thiệt thòi. Nhưng mà em thì không có nghĩ là phụ nữ hay là ốm hay là mập không quan trọng, quan trọng nhất là em thấy là thương phụ nữ được. Là được rồi. Là thì em thương rồi. Tại vì em biết không, anh Linh á là vợ của anh ốm quá. Dạ. Ốm đi rồi cái anh nhìn ai cũng thấy người ta mập hết trơn á. Dạ. Chứ thực sự người ta cũng vừa người chứ cũng đâu có mập gì đâu. Tập cho nó chắc lại thôi. Tôi nói cho ông nghe, tôi thịt nạc dâm không đó. Tôi nói cho ông biết á, giờ tập kiểu gì giờ. Nói nghe nè, dạ. Chị nói giỡn thôi. Nhưng mà em thực lòng á, ví dụ như em mơ ước là cái một nửa kia của em sẽ là người như thế nào? Mơ ước nửa của em á thì cũng đơn giản lắm, là biết chuyện và biết thương yêu người lớn, biết tôn trọng người lớn, không có cần phải ngoại hình. Dạ dạ không cần ngoại hình, cũng nói chung là giản dị lắm, nhan sắc thì cũng bình thường thôi cũng được, không quan trọng nhan sắc. Đây chỉ cần tình yêu thôi. Dạ, à con một. Dạ nếu mà con một thì cũng không sao, tại vì em thì cũng quan niệm em là tự lập, mà nói chung là miễn mà sống đâu hạnh phúc là được rồi, không có quan trọng là phải. Tại vì con một nó đâu có đi dạ, đâu được đâu. Dạ. Phải ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Dạ. Thì em nghĩ sao về điều này? Nói chung là nếu ví dụ mà cha mẹ đi. Bên nào cũng là cha mẹ, nếu mà tạo mình ra là mình phải người lớn, là lúc nào mình phải tôn trọng và kính nể, không có nên cha mẹ chỉ có một thôi đúng dạ, không? Không 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 nên phải bên này bên kia, em là người lớn là bên nào em cũng là đặt lên vấn đề là mình phải phụng dưỡng người lớn. Dạ. Mà vừa rồi em nghe bạn nữ bên đây tâm sự về cái cuộc đời của bạn á, như vậy dạ. Thì em có e ngại điều gì không? Dạ không e ngại, cái đó là em đó là mình không nên, nếu mà hai người tìm hiểu là quá khứ là mình gác qua bỏ quên đi chị, mình phải thương người ta hơn. Dạ, dạ thương. Tại vì là phụ nữ là phụ nữ nó đúng rồi. Nó trải qua khổ lắm. Dạ, bạn này nãy giờ okay. Chia sẻ bạn ấy rất là chân thành luôn á. Thì tôi có nói gì tốt đâu lắm. Tôi nói đàn tôi trai là tôi là tôi thấy là tôi quá ưng gia đình bên đàn trai rồi tôi đó. Tôi còn ưng đàn trai đừng nói chi ai đó. Thì đó thì bây giờ đó ông coi bên đàn gái tôi làm sao nè. Đàn trai sao cũng được hết trơn á, miễn là phụ nữ được rồi. Ừ
Tao xích qua tao coi thằng gái cái coi. Đó, tao móc áo tôi luôn rồi nè. Dạ. Rồi. Dạ chào anh Nguyên Linh. Ha. Dạ thấy hai chị em như nhau. Đồng màu đúng đồng chất luôn. Hai chị em tôi đúng một tim luôn. Đồng màu đồng chất. Dạ. Được đó. Nếu hai người hợp xứng nhau. Xứng không? Xứng đó. Dạ xứng là được rồi. Không, bây giờ nói thật sự là họ bấm không quan trọng hết trơn. Quan dạ. trọng đây người ta tập nó chưa còn xuống nữa mà. Dạ. Nhưng bây giờ á, nếu như bây giờ bên đây với bên kia đồng ý thì khoảng dạ. bao lâu em có thể cho bên đây bước tới? Dạ bước liền luôn đi anh. Bước liền hả? Dạ bước liền. Mở bước cái đầu không đúng lắm là bước mà cái gào nó cản em ơi. Xong rồi cái gào quảng là em qua hốt liền á. Hốt liền. Được luôn. Dạ vậy bước khỏe liền rồi. Có về làm rễ không? Được không? Dạ em thật sự ra thì một trong những tiêu chí của em là sẽ một là có nếu mà có khả năng á thì hai vợ chồng sẽ ra riêng nhưng mà cũng ở gần ba mẹ bên em tại vì hoặc là sẽ ở rể bên nhà em tại vì nhà em thì cũng hơi neo chí. Em ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ. À, ba ở đâu? Mẹ em là dạ ở Long An, ba mẹ em là công an về hưu. Huyện nào? Dạ ở ngay tỉnh, ở ngay thành phố Tân An. Thành phố Tân An hả? Dạ đúng rồi. Ồ vậy khỏe rồi, sát bên thành phố Sài Gòn đây mà. Dạ đúng hả? Rồi. Rào mà ảnh còn leo qua được mà Sài Gòn sao ảnh đi không được anh? Đúng dạ. rồi. Thôi vậy thì ảnh là có thể về đó ở rể được ha. Nhà dạ. có hai ba mẹ thôi đúng không? Dạ, với đúng em rồi. Thôi. Đúng dạ, rồi. Ba mẹ nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ em thì 56, ba em thì 66. À vậy được. Ồ vậy là ông bà còn trẻ. Ảnh về làm dạ. trụ cột trong nhà ha. Dạ. Sửa lại mái nhà, điện nước cái gì ảnh lo hết. Dạ. Mình khỏe lắm. Ảnh lo cho em là được rồi. Lo hết luôn. Nhưng mà em á, em thích bạn trai sao? Cái mẫu dạ, bạn trai của em. Mẫu bạn trai của em thì cũng đơn giản lắm. Cái điều đầu tiên là sẽ chấp nhận là ở rể. Cái điều thứ hai là không phải con một. Dạ tại vì em là con một rồi cho nên là nếu mà con một nữa thì không thể ở rể được. Dạ cái điều thứ ba thì cũng là cao hơn em một tí xíu. Dạ em không thích người hút thuốc và xăm mình. Nhưng mà nhậu thì được. Dạ em nhậu với em là được. Còn nhậu với người khác là không được nha. Nhậu đế Gò Đen ha. Anh ơi anh nhậu được không anh? Anh nhậu được em. Dạ Long An nổi tiếng là đế Gò Đen đó anh. À, anh thì đế nào cũng được mà miễn sao xỉn là được rồi. anh uống được nhiều không anh? Anh thì uống bia thì anh uống được chắc cỡ 6 lon còn rượu đi chắc nghe nó rượu Gò Đen rồi cũng mạnh lắm chắc anh uống chắc được xị á. Dạ em mấy chai? Vậy được rồi. Dạ em thì cũng sơ sơ khoảng 10 tới 15 chai. Trời ơi. Em yên tâm đi, em uống đi anh đưa em về không sao đâu. Dạ dạ được rồi. Rồi. Hôm nay em đi với hai em gái. Dạ hôm nay em đi chung với lại chị đồng nghiệp của em ạ. Chào chị. Xin chào anh Nguyễn Linh, chị Hồng Vân, chào em trai và quý vị khán giả. Em là chị bạn đồng nghiệp với Xuân An. Thì Xuân An quen biết với Xuân An thì cũng 6-7 năm rồi. Thì em ấy thì vui vẻ, hòa đồng, tính tình cũng tốt lắm. Nhưng mà đôi khi thì cũng tính trẻ con, có khi nóng giận rồi bất đồng. Chứ thì bản thân tôi rất là tốt. Còn em trai bên đây thì theo em tin nhận ý như từ nãy giờ thì thấy em trai cũng hiền lành, chững chạc. Đây hai em cho cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ chuẩn lắm không chị? Cũng tạm tạm. Dạ ok á. Thấy hiền. Rồi bạn trai bển đi với ai? Dạ em đi với chị em. Chị ruột hả? Dạ chị họ. À. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Dạ em là chị họ của Phước. Dạ. Em đến chương trình cũng muốn theo ủng hộ em đó, tìm một người bạn. Dạ. Tính của em Phước thì cũng hiền lắm, hơi cọc tính tí thôi. Dạ. Thấy dạ. Không? Dạ. Em thấy thì theo chị thì bên đàn gái nhìn thì cũng được, tính cũng được đó. Mũm mĩm mà dễ thương. Nhưng mà nhậu thì cũng được. Ê, nên là quá được luôn. Nên là cũng hợp với em. Chị thấy là hai đứa cũng được đó. Cảm ơn chị. Dạ. Thôi bây giờ thì ai cũng lớn hết rồi ha. Mình mở rào hai bên gặp mặt đi rồi cái được cái bấm nút cái mình tiến tới luôn. Đúng vậy. Rồi, ngày mai về quê rước em gọi là về Vinh luôn. Cần Thơ với Long An cùng chung quê luôn, mở rào miền Tây. Quay qua kia. Bắt đầu đi em. Chào anh. Dạ. Đứng lên nhận quà. Đến tới chương trình đó thì em có hai món quà tặng cho anh. Dạ, em được biết là anh không còn mẹ. Thì đây là một cái món quà mà em muốn gửi tới cho ba của anh. Dạ, tại vì
Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì ai anh nên người tài ba, nhớ công người sinh thành, vì ai mà có anh. Dạ. Tiếp tục đây đây. Rồi. Còn cái món quà thứ hai á là em món quá thứ hai nữa đấy. Muốn gửi tặng anh đi. Đây là một cây sen đá, thì sen đá thì nó tượng trưng cho một cái nghị lực vươn lên từ những cái khó khăn nhất. Và cây sen đá này thì nó có hai cái vòi hoa, thì em nghĩ đây là tượng trưng cho anh và đây là tượng trưng cho em. Hai cây này quấn nhau vậy thì thôi anh về với em đi cho rồi. Em tặng anh ạ. Anh cũng có quà tặng em. Dạ. Món quà này nè, chính tay anh làm. Dạ. Mở ra luôn đi cưng. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Trời ơi, em đói bụng từ chiều tới giờ luôn á chị. Ồ, là chính tay của em làm á hả? Dạ. Bữa này ở dưới quê, ba anh gửi lên cho anh. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ, em cảm ơn bác ạ. Cảm ơn ạ. Được đó, ăn bữa được em. Đừng ăn gì khác. Dạ. Thôi, để dưới. Dạ. Quà cáp đã xong, thủ tục đã xong. Bắt đầu mình trò chuyện. Dạ. Anh thích phụ nữ. Anh quý phụ nữ, nhưng mà khi có em rồi thì anh quý mình em thôi, đừng quý phụ nữ nữa nha anh. Thì có một là đủ rồi, mình nhiều quá người ta nói mình tham, mà tham nhiều khi mà không được gì hết. Mà anh cái bản chất anh là có cái là chung tình. Dạ. Cũng hơi anh, nhút nhát. Anh thấy em sao? Em thì cũng bình thường, đối với anh thì người bình thường thì anh có cảm tình nhiều hơn. Tại vì anh có lúc mà anh có tham gia chương trình á, thì anh cũng có nói á, là mập hay là ốm không quan trọng. Quan trọng nhất là cái tấm lòng và cái tâm hồn thôi, chứ vẻ hình ngoài cũng không quan trọng với anh. Dạ. Tại đôi khi em ở trong môi trường công tác là nhà nước, mà em là bên ban chấp hành đoàn thanh niên và công đoàn của cơ quan, cho nên là em cũng hơi hoạt bát. Nhiều khi thì cũng hơi trẻ con một tí, nhưng mà thí dụ như anh chịu khó dỗ em là được. Còn nóng tính thì thật ra thì ai cũng nóng tính hết, ngay cả bản thân em trong công việc thì em cũng rất là nóng tính. Nhưng mà thí dụ giống như anh, em nóng anh nguội, anh nóng em nguội, hai đứa mình cùng nguội càng tốt. Không, mà nếu mà em mà nóng á thì anh biết tính em nóng á, thì anh sẽ nhịn, nhường nhịn hết. Dạ. Những lúc mà anh nóng nhiều khi anh có quá lời, thì cái lúc mà ấy thì em nói anh sẽ sửa hà. Dạ. Tại thì tính anh thì nóng thì có nóng, nhưng mà cái nhiều khi nóng lỡ lời á, thì tỉnh rồi hết nóng á. Dạ. Thì nói là anh biết điểm anh sai là anh nhận lời thôi, chứ không có xin lỗi thôi, chứ không có hơi eo hẹp thì không có tính kỹ đâu. Công việc của anh thì có thường ngày có bận lắm không anh? Nói chung về công việc của anh á, thì bên chạy xe thì giao hàng, thì nhiều khi có bữa thì có hàng, không có bữa thì có khi làm suốt, có khi làm cũng có 12 giờ phi đi xa để giao hàng đó. Cũng bên anh thì bên nhà phân phối sắt thép xây dựng của bên thép Nhật này nè. Dạ. Là phân phối cho các đại lý như thầu, hay là nói chung là đâu có công trình là kêu bên hàng bên anh làm điều trả hết. Rồi nếu mà hai đứa mình quen nhau á, rồi sao anh? Thì rồi, tại chủ nhật anh được nghỉ mà. Dạ em thứ bảy chủ nhật em cũng được nghỉ. Thì đó thì đây cũng gần thì anh nói chung thì anh đường xa mấy anh không sợ, mà sợ nhất là em không thương anh thôi. Dạ, tại vì hiện tại thì em đang học chương trình thạc sĩ cũng sắp xong rồi. Thì khoảng chừng 3 tháng nữa thì em sẽ xong chương trình. Thì tới lúc đó thì cũng có nhiều thời gian hơn. Nhưng mà nếu như mà anh thương em rồi thì cách mấy chắc anh cũng qua được ha anh ha? Được. Dạ, còn câu cuối cùng em muốn hỏi là bấm nút đi anh. Anh còn gì hỏi em không anh? Anh không có còn gì hỏi, mình thấy là được rồi. Được rồi ha. Dạ. Em có muốn hát bài gì tặng cho bạn không? Nhiều khi em hát cũng được mà sợ hơi rung, không biết hát được không. Kệ nó, được nhiêu hay nhiêu. Dạ, nếu mà em hát gì hơi không khó nghe thì cũng gắng nghe giùm em nha. Rồi, đứng lên cái bình hát coi. Em đứng lên nghe anh ấy hát. Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, chưa gì đã nhớ rồi. Nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng.
ẩm lên nổi không? Dạ, em cảm ơn. Anh thấy sức khỏe em khỏe rồi, ẩm cổ nổi không? Dạ nổi. Thử coi coi. Thôi đừng không, ẩm. Được được. Thôi thôi ngại. Không có gì đâu ngại, ẩm thử coi. Dạ, dạ thôi em ngại. Dạ. Thôi để tụi em ẩm riêng đi anh. À, dạ. Dạ dạ em ẩm rồi, riêng. Rồi em gái hát tặng đi. Dạ. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, nói với nhau một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Nếu cho tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì anh ơi xin anh hãy cứ tin. Tin em nha. Dạ rồi. Anh dễ tin lắm. Dạ. Rồi đã, bây giờ thấy đến thời khắc mà các bạn để tay nút bấm đi. Thấy cặp này cũng họ ổn rồi đó. Đây nè, nút bấm đây nè. Ngồi xích về xích, là xích. Về Long An. Về Tân An. Chuẩn bị. Đúng rồi. Đếm luôn. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, yes. Vô. Ngon lành luôn. Ngon lành liền. Ôm nhau luôn. Đó, ôm nhau. Đó, đời trời ơi, hợp ơi. Hai người cũng hợp lắm nha. Đó. Hợp không anh? Hả, hợp. Hợp không? Dạ. Em là năng động ha. Dạ. Em là cũng có bằng cấp, có đầy đủ và cái sự giao tiếp uy tín xã hội. Dạ. Bạn này hiền, có một mình lủi thủi thôi, cũng cô đơn lắm. Dạ. Thôi hay về Tân An ở luôn, rồi có gì bạn sắp xếp vô công đoàn chở hàng ở trong công đoàn hay chở đồ đó cũng được ha. Được á. Dạ. Được á. Bây giờ nè, em hứa gì với cơ quan của bà xã tương lai với gia đình hai bên đi. Dạ em cũng không có ít nói mà không biết nói gì. Em nói thật sự là hôm nay em vui lắm, em sẽ cố gắng là những gì mà tốt đẹp nhất là em dành cho phụ nữ. Hay là rồi. Dành cho vợ em. Trời ơi. Rồi xác nhận luôn, vô luôn. Rồi xác nhận luôn, luôn, luôn. Bên kia không lại luôn. Ôm chặt cái coi, ôm thật chặt, không thấy coi cho đã coi. Trời đất ơi. Để nguyên, để tôi nguyên, tôi chụp tấm hình này. Để nguyên. Tấm này để đây hình bì rồi. Đừng đứng vô lộn. Thì đây nè, tôi né rồi. Rồi xong. Nói chung á, hai người dễ thương lắm á. Đám cưới mới mời nha, gần Tân An sát bên luôn á.